Trên thế giới, lúc máy bay Boeing 757 phát nổ, hai người thiệt mạng. Đút túi hơn 10.000 tỷ đồng, quan tham Trung Quốc bị phán tử hình. Sa mạc Taklamakan ở Tân Cương hứng chịu lũ lụt. Đệ nhất phu nhân Ukraine muốn trẻ em coi mình là thế hệ chiến thắng. Toàn bộ trường tiểu học ở Singapore có lớp chuyên. Tại Việt Nam, lựu đạn phát nổ tại trụ sở xã khiến một người tử vong. Bắt giữ nhóm bảo kê, chuyên uy hiếp ngư dân trên biển. Công nhận tốt nghiệp cho nam sinh học hết lớp 9 nhưng chỉ có học bạ lớp 6. Trường quốc tế Mỹ nợ thuế hơn 100 tỷ đồng bị đề nghị thu hồi giấy phép. Bộ Y tế đề xuất người lái xe phải khám lại sức khỏe sau chữa bệnh, tai nạn. Nước lũ dâng cao, hiệu trưởng bơi vào trường. Hi Âu xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình tối nay ngày 28 tháng 8 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi tối an lành và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu là tin tức, lúc máy bay Boeing 757 phát nổ, hai người thiệt mạng. Vụ việc đã xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 27 tháng 8 theo giờ Mỹ, lúc chiếc máy bay của Delta Airlines bỗng nhiên phát nổ khi mà máy bay đang trong quá trình bảo trì tại sân bay quốc tế Atlanta Airport tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, khiến hai nhân viên thiệt mạng. Ngoài ra, một nhân viên sân bay đứng cạnh đó cũng bị thương nghiêm trọng. Hiện thì chưa rõ người này có vượt qua cơn nguy kịch hay không. Đây cũng là sự cố mới nhất của Boeing. Hãng hàng không đang phải đối mặt với hàng loạt bê bối liên quan đến chất lượng và tiêu chuẩn an toàn thời gian qua. Hãng bay Delta Airlines cho biết họ vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của hai nhân viên trong nhóm bảo dưỡng và bày tỏ sự biết ơn trước hành động ứng phó kịp thời của đội ngũ y tế tại hiện trường, đồng thời làm việc với chính quyền địa phương để tiến hành điều tra về vụ tai nạn thương tâm. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA đang thu thập thông tin chi tiết về vụ việc. Đút túi hơn 10.000 tỷ đồng, quan tham Trung Quốc bị phán án tử. Vào ngày 27 tháng 8, Tòa án tối cao khu tự trị Nội Mông Trung Quốc đã công khai phán quyết sơ thẩm về vụ án tham nhũng, hối lộ, chiếm dụng công quỹ và thông đồng với xã hội đen của ông Lý Kiến Bình, cựu bí thư Đảng ủy khu phát triển kinh tế và công nghệ thủ phủ Hồi Hồ của khu tự trị này. Và trước đó vào năm 2018, ông Bình đã bị cách chức và bắt giữ ở tuổi 58. Vào năm 2021, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng một bài báo tiết lộ rằng chỉ trong 10 năm làm lãnh đạo với việc tuân theo nguyên tắc nhận tiền là coi trách nhiệm, là lãnh thổ tư nhân, coi các công ty cấp dưới là túi tiền và khoản dự phòng của mình, ông Bình đã thường xuyên tham ô, biển thủ và nhận hối lộ. Tổng số tiền liên quan mà ông này đút túi được lên tới là 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương với hơn 10.400 tỷ đồng. Những thông tin này đã khiến dư luận Trung Quốc rúng động. Vào tháng 9 năm 2022, Tòa án Trung cấp Nội Mông đã kết án tử hình với ông Lý Kiến Bình và một số đồng phạm giúp sức, cho rằng phán quyết của tòa là quá nặng vì cựu bí thư này đã kháng cáo. Và vào ngày 27 tháng 8, Tòa án tối cao khu tự trị Nội Mông đã tổ chức phiên tòa phúc thẩm bác kháng cáo và giữ nguyên mức án tử hình. Sa mạc Taklamakan ở Tân Cương hứng chịu lũ lụt. Vào ngày 27 tháng 8, lũ lụt đã xảy ra ở sa mạc Taklamakan ở Tân Cương khiến cho nhiều người dân Trung Quốc bất ngờ. Các chủ đề liên quan được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Như video cho thấy, lũ lụt đã bao phủ các con đường, khách du lịch khám phá sa mạc đang lái xe giữa dòng nước và nhiều phương tiện bị chết máy. Các quan chức cho rằng nguyên nhân lũ lụt là do tuyết tan và mưa lớn. Điều này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa cư dân mạng. Tây Bốc Tham đã ghi nhận được một số bình luận của cư dân mạng cho rằng lũ lụt ở sa mạc thật khó tin. Thời tiết thật kỳ lạ, sa mạc có lũ lụt trong khi đã gần một tháng không mưa. Thật tuyệt vời, nước đến từ đâu? Cho tôi hỏi các chuyên gia rằng cần bao nhiêu tuyết trên những ngọn núi tuyết để có thể gây lụt cho sa mạc. Sa mạc Taklamakan là sa mạc lớn nhất Trung Quốc, có diện tích là 330.000 km2. Đây cũng là một sa mạc khô cằn ôn đới với lượng mưa trung bình hàng năm không quá 100mm, trong khi lượng bốc hơi trung bình cao tới 2.500 đến 3.400mm. Trong vòng 3 năm qua, nơi này đã xảy ra 3 trận lũ lụt và nước ở đâu xuất hiện vẫn còn là điều bí ẩn. Đệ nhất phu nhân Ukraine muốn trẻ em cả nước coi mình là thế hệ chiến thắng. Vào ngày 27 tháng 8, đệ nhất phu nhân Ukraine, bà Olena Zelenska phát biểu tại trại phục hồi dành cho trẻ em ở phía tây đất nước, nói rằng bà mong mỏi thế hệ tiếp theo coi mình là một thế hệ của những người chiến thắng, chứ không phải là một thế hệ phải chịu đựng cuộc chiến tranh khốc liệt,
vì tất cả những gì thế hệ cha ông đang cố gắng trên chiến trường. Bà Zelenska cho rằng đây vừa là nghĩa vụ đạo đức, vừa là ưu tiên chiến lược cho tương lai của đất nước. Nhiều trẻ em sẽ trở về các thành phố tuyến đầu sau khi mà trải qua vài tuần ở trại. Thời gian này hầu như là không đủ để vượt qua tổn thương về mặt tâm lý mà các em đã phải đối mặt. Một nghiên cứu của Trường Kinh tế Kyiv năm nay cho thấy 44% trẻ em Ukraine có dấu hiệu rối loạn tinh thần hậu chấn thương. Kể từ khi mà chiến tranh nổ ra, bà Zelenska giống như là một đại sứ không chính thức cho Ukraine trên toàn cầu. Ngoài việc tháp tùng chồng là Tổng thống Zelensky đến các quốc gia phương Tây kêu gọi viện trợ, bà cũng tích cực hỗ trợ trẻ em lưu lạc, các gia đình di tản và thương binh. Vị đệ nhất phu nhân Ukraine chia sẻ, để đảm bảo con em chúng ta không trở thành một thế hệ bị lãng quên, chúng ta, những người trưởng thành cần cố gắng hơn. Điều này rất khó khăn, tuy nhiên tôi tin rằng chúng ta sẽ tạo nên điều kỳ diệu. Tôi cảm thấy có trách nhiệm vì tôi hiểu rằng mọi con mắt đều đổ dồn vào chúng tôi. Kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, Ukraine đã liên tục rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo, với một trong những vấn đề lớn nhất là người dân phải di tản và hàng triệu người đã tị nạn ở nước ngoài. Giao tranh khiến nhiều trẻ em không thể đến trường, trong khi tình trạng mất điện trên khắp đất nước buộc nhiều trường học phải đóng cửa. Chúng tôi rất muốn những đứa trẻ này có thể đến trường, gặp giáo viên và bạn bè và có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng hiện tại điều đó là không thể, chúng ta cần chiến tranh kết thúc, cơ sở hạ tầng cho giáo dục được thiết lập và bậc cha mẹ cảm thấy an toàn. Toàn bộ trường tiểu học ở Singapore có lớp chuyên. Mới đây, The Straits Times dẫn lời Bộ Giáo dục Singapore cho biết tất cả 180 trường tiểu học ở quốc đảo này đều sẽ được triển khai chương trình giáo dục năng khiếu GEP, mở ra các lớp chuyên, lớp chọn dành cho những học sinh xuất sắc thuộc nhóm 1% học sinh xuất sắc nhất và sẽ có những giáo viên riêng để giảng dạy các lớp này. Trước đây, những học sinh giỏi ở Singapore sẽ phải chuyển đến học riêng ở các trường chuyên, nhưng từ giờ thì các em có thể học các lớp chuyên ngay tại trường của mình. Bộ Giáo dục Singapore cho biết sẽ hỗ trợ các học sinh trong cả lĩnh vực học thuật và phi học thuật, giúp các em học sinh xuất sắc có thể phát huy hết tiềm năng và phát triển thế mạnh cũng như là sở thích cá nhân của mình. Các bài học trong chương trình học của những lớp chuyên này cũng được thay đổi để phù hợp với năng lực của học sinh. Từ năm 1984, Singapore đã thực hiện thí điểm chương trình này ở một số trường tiểu học và trung học. GEP là mô hình giáo dục năng khiếu của Israel nhằm nuôi dưỡng những học sinh năng khiếu phát huy tối đa tiềm năng, trau dồi năng lực tư duy ở cấp độ cao hơn và năng lực tự học, trách nhiệm xã hội và nhận thức công dân. Và trước đó, Thủ tướng Singapore Hoàng Tuần Tài đã tuyên bố Singapore sẽ tiếp tục mở rộng chương trình GEP đào tạo 3.000 học sinh xuất chúng mỗi năm. Tiếp theo, mời quý vị cùng chuyển sang phần tin tức tại Việt Nam. Lựu đạn phát nổ tại trụ sở xã khiến một người tử vong. Chủ tịch huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai thông tin, cơ quan chức năng đang điều tra vụ nổ lựu đạn khiến một người tử vong tại khuôn viên trụ sở xã Ia Pnon. Nạn nhân là nam thanh niên 18 tuổi, đang làm dân quân tự vệ cho xã. Trước đó, vào sáng ngày 27 tháng 8, nam thanh niên này cùng với 3 người khác thuộc đội dân quân tự vệ xã Ia Pnon tổng dọn vệ sinh trong khuôn viên Ủy ban Nhân dân xã. Khi nam thanh niên đang gom rác một mình thì đã bất ngờ xuất hiện tiếng nổ lớn. Mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong. Cơ quan chức năng nhận định ban đầu là do lựu đạn cũ từ thời chiến tranh còn sót lại, có thể trong quá trình dọn dẹp rác đã bị tác động dẫn đến phát nổ. Phía đơn vị quân đội cũng đã chuẩn bị việc ra bom mìn tại khu vực xảy ra tai nạn. Bắt giữ nhóm bảo kê chuyên uy hiếp ngư dân trên biển. Mới đây, thì Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ 7 người trong nhóm về tội cưỡng đoạt tài sản. Nhóm này khai nhận, do thấy bãi biển ven bờ thuộc huyện Hòn Đất, Kiên Giang có nhiều hải sản, cả nhóm đã tự ý bao chiếm mặt biển tại vùng khai thác tự do. Sau đó, buộc ngư dân phải bán lại hải sản cho nhóm với giá thấp, nếu không sẽ đe dọa tấn công ngư dân bằng hung khí mang theo. Cơ quan Công an cũng xác định nhóm người này có liên quan tới vụ án bao chiếm mặt biển thuộc vùng khai thác tự do ven bờ từ An Minh đến Kiên Lương thuộc Kiên Giang mà họ đang điều tra trước đó. Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi những ai có liên quan đến vụ án sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, hoặc người dân biết thông tin có thể báo về các số điện thoại của Công an huyện Hòn Đất, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, Thượng tá Nguyễn Thanh Có, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với những tin tức về giáo dục. Công nhận tốt nghiệp cho nam sinh học hết lớp 9 nhưng chỉ có học bạ lớp 6.
liên quan đến việc nam sinh khuyết tật học hết lớp 9 nhưng chỉ có học bạ lớp 6 thì ngày 28 tháng 8, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã quyết định công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đối với nam sinh 17 tuổi, cựu học sinh trường trung học cơ sở Lạc Long Quân. Ngoài ra, phòng giáo dục thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũng đã xử phạt kỷ luật khiển trách với hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lạc Long Quân liên quan đến những sai phạm trong vụ việc này. Và trước đó, tháng 6 năm 2023, khi mà tham dự lễ tri ân của học sinh lớp 9 tại trường, phụ huynh của nam sinh đã bức xúc khi con trai mình không có tên trong danh sách nhà trường và được trả lời em này chỉ có học bạ của năm lớp 6. Em bị khuyết tật tự kỷ nên học chậm, kết thúc năm học lớp 6, em ở lại lớp. Thời điểm này, phụ huynh trao đổi với lãnh đạo trường trung học cơ sở Lạc Long Quân và được đồng ý cho em học tiếp lớp 7. Từ đó đến nay, phụ huynh vẫn đóng đầy đủ chi phí học tập cho học sinh, thậm chí là bố của em học sinh này được tín nhiệm làm hội trưởng hội phụ huynh của trường suốt 4 năm. Khi biết con mình dù học xong lớp 9 nhưng chỉ có học bạ lớp 6, không được xét tốt nghiệp, gia đình em đã làm đơn khiếu nại lên các cấp. Sau khi mà có quyết định được xét công nhận tốt nghiệp, gia đình đã nộp hồ sơ cho em để theo học tại một trường cao đẳng nghề thuộc tỉnh Đắk Lắk. Trường quốc tế Mỹ nợ thuế hơn 100 tỷ đồng, bị đề nghị thu hồi giấy phép. Vào ngày 28 tháng 8, Chi cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè đã có văn bản đề nghị thành phố Hồ Chí Minh thu hồi giấy phép thành lập trường quốc tế Mỹ AISVN. Theo cơ quan này, công ty cổ phần giáo dục quốc tế Mỹ AIS, chủ đầu tư AISVN nợ thuế hơn 100 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế như là trích tài khoản ngân hàng, ngừng sử dụng hóa đơn, tạm hoãn xuất cảnh với người đứng đầu nhưng không hiệu quả. Và trước đó, trường quốc tế Mỹ bị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố ra quyết định đình chỉ hoạt động 12 tháng kể từ ngày 1 tháng 7 do không đảm bảo điều kiện dạy học. Tuy nhiên, thì trong thời gian qua, dù đang bị đình chỉ nhưng trường này vẫn có một số hoạt động chuẩn bị cho năm học mới. Giám đốc Sở khẳng định trường này chưa đủ điều kiện hoạt động, do đó Sở đề nghị phụ huynh chuyển con đi, dù khó khăn tài chính hay là vướng mắc về thủ tục, hệ thống trường công lập vẫn sẽ tạo mọi điều kiện tiếp nhận. Các cấp tiểu học sẽ được hướng dẫn chuyển trường tại trường tiểu học Trang Tấn Khương, huyện Nhà Bè, cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Buổi hướng dẫn diễn ra tại trường trung học phổ thông Long Thới, huyện Nhà Bè. Bộ Y tế đề xuất người lái xe phải khám lại sức khỏe sau chữa bệnh và tai nạn. Bộ Y tế đang dự thảo thông tư quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe. Theo đó, điểm mới trong thông tư lần này là việc Bộ yêu cầu người lái xe điều khiển xe máy chuyên dùng phải chủ động khám lại sức khỏe sau khi mà điều trị bệnh, tai nạn. Việc khám sức khỏe định kỳ chỉ áp dụng đối với người lái xe ô tô chuyên nghiệp, người làm nghề lái xe ô tô, theo như quy định của pháp luật về lao động. Bên cạnh đó, người làm nghề lái ô tô phải chấp hành yêu cầu khám sức khỏe định kỳ, đột xuất của cơ quan chức năng có liên quan. Việc thăm khám sức khỏe này sẽ được thực hiện tại cơ sở y tế đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, theo như quy định. Tại dự thảo, thì Bộ Y tế cũng đưa ra bảng tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dụng, mỗi hạng xe sẽ có quy định khác nhau. Và cụ thể, mắc các bệnh như là rối loạn tâm thần mãn tính, không điều khiển được hành vi, liệt vận động từ hai chi trở lên, rối loạn nhận biết ba màu cơ bản, đỏ, vàng, xanh lá cây sẽ không đủ điều kiện lái xe các hạng là A1, B1. Với các hạng xe còn lại, người mắc các bệnh như là rối loạn tâm thần cấp đã chữa khỏi hoàn toàn nhưng chưa đủ 24 tháng, động kinh, song thị, quáng gà, đái tháo đường, tiểu đường, có tiền sử hôn mê do đái tháo đường trong vòng 1 tháng sẽ không đủ điều kiện để lái xe. Dự kiến thì thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Nước lũ dâng cao, hiệu trưởng bơi vào trường. Mạng xã hội đang chia sẻ rộng rãi hình ảnh hiệu trưởng trường tiểu học Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng bơi vào trường để kiểm tra tình hình trường học đang bị ngập sâu trong nước. Vào ngày 28 tháng 8, ông Hoàng Văn Việt, hiệu trưởng trường tiểu học Quang Vinh cho biết bản thân rất bất ngờ khi mà thấy hình ảnh đi thăm trường học được lan truyền tích cực trên các trang mạng xã hội. Ông cũng cho hay bức ảnh chụp vào ngày 24 tháng 8 khi mà nước lũ bắt đầu ngập trường, thấy lũ dâng cao vì nóng ruột, lo lắng cơ sở vật chất bị lũ cuốn trôi nên thầy Việt đã quyết định bơi vào trường để kiểm tra, xem xét tình hình các vật dụng và trang thiết bị. Hiện nay, nước đã bắt đầu rút chậm, tuy nhiên trong trường vẫn ngập khoảng 3 mét. Nhiều ngày qua thì toàn bộ ban giám hiệu, cán bộ và giáo viên của trường luôn trực tại khu vực gần trường. Hình ảnh này sau khi mà được lan tỏa đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ với nội dung cảm phục tinh thần của các thầy cô về hành trình gieo chữ nơi vùng cao, biên giới. Và hình ảnh đẹp đẽ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Quý vị có suy nghĩ gì qua những tin tức vừa rồi, hãy để lại cho chúng tôi biết ở phần bình luận quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.